Hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam-Trung Quốc Sơn Đông diễn ra sáng nay tại Hà Nội, nhận được sự quan tâm tham dự của hàng trăm doanh nghiệp hai nước. Hội nghị do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Chính quyền Nhân dân tỉnh Sơn Đông Trung Quốc tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2024. Tại hội nghị, doanh nghiệp hai nước đã có cơ hội trao đổi, kết nối và đẩy mạnh hợp tác nhằm thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm nông sản, thủy sản và các sản phẩm có thế mạnh của nước ta sang tỉnh Sơn Đông nói riêng và Trung Quốc nói chung. Tôi có một cái nhìn rất là tốt đẹp về thị trường Việt Nam, bởi vì là thị trường Việt Nam thì có dân số rất là đông, nên là ở cái thị trường rất là lớn. Và điểm thứ hai là về chính trị, thì chính trị của Trung Quốc và Việt Nam thì khá là tương đương nhau, nên là những cái cơ hội phát triển thì có rất là nhiều. Và tôi thấy là trong cái thời gian sẽ không xa trong tương lai thì cái ngành xe điện này của chúng tôi sẽ có được một cái thị trường, sẽ có một cái chỗ đứng ở thị trường Việt Nam. Mong là khi mà đến Việt Nam thì về phần thuế này, về phần đất thì có thể là có những cái đãi ngộ tốt hơn so với cho những cái doanh nghiệp Trung Quốc, và mong là trong tương lai thì chúng ta có thể hợp tác và phát triển. Năm nay xuất khẩu thương Trung Quốc đó là tiếp tục đạt mục tiêu là giữ vững tăng trưởng trên 130% và sẽ tiếp tục mở rộng thêm cánh cửa để vươn tới những cái thị phần còn đang chống và đang chưa có đại lý để chúng tôi tiếp tục vươn rộng ra để phủ khắp trên tất cả các cái tỉnh thành trên toàn quốc, trên toàn khắp Trung Quốc. Hiện nay Sơn Đông thì chúng tôi đang tiếp tục xúc tiến và đang tiếp xúc với một số những khách hàng, và đang thông qua cái hội nghị lần này chúng tôi cũng hy vọng là sẽ tìm kiếm được một đối tác phù hợp và đạt được cái năng lực để trở thành đối tác của Hữu Nghị Food về chiến lược và lâu dài. Đến với cái hội nghị ngày hôm nay rất mong muốn là có một cái cơ hội để mình giao thương và tìm kiếm các cơ hội đầu tư từ phía các doanh nghiệp Trung Quốc. 4 năm nay rồi thì mình đang hợp tác cùng với thương mại cho tất cả doanh nghiệp toàn là Trung Quốc và Đài Loan. Thì trong năm nay thì mình rất đánh giá rất cao về cái vấn đề là đầu tư từ phía Trung Quốc. Hiện tại thì bên mình đang thúc đẩy thêm các mảng thi công về nhà xưởng và văn phòng cho công ty Trung Quốc. Hướng tới trong năm nay thì mình sẽ tập trung vào để sản xuất là gia công linh kiện cho các công ty Trung Quốc và kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài. Với sự góp mặt của 86 doanh nghiệp tỉnh Sơn Đông và 130 doanh nghiệp Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu, nông sản, thực phẩm chế biến, logistics, xây dựng, đầu tư, Bộ Công Thương kỳ vọng sẽ có nhiều giao kết được thực hiện, góp phần nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trong thời gian tới. Bộ Công Thương nhấn mạnh, với quy mô thị trường và những thế mạnh mang tính bổ sung lẫn nhau giữa hai bên, hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Sơn Đông còn rất nhiều dư địa để khai thác. Để khai thác phát huy hiệu quả hơn nữa những tiềm năng, nhu cầu của cả hai bên, Bộ Công Thương đề nghị chính quyền tỉnh Sơn Đông quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại được tổ chức tại các địa phương. Qua đó, mở rộng hơn nữa quy mô đầu tư, thương mại đối với các mặt hàng chất lượng cao, thế mạnh của mỗi bên. Bộ Công Thương khẳng định luôn sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung Quốc cũng như của Sơn Đông để làm cầu nối hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên triển khai các hoạt động hợp tác trong tương lai.